Chào anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Anh em ơi, vào trong cái video ngày hôm nay nó lại là một cái video cực kỳ là đặc biệt dành riêng cho Trung Châu. Anh em ạ, đây là một con đại tràng co thắt mấy mét? 1m2. Đại tràng co thắt 1m2, đo xong cho thông số làm đàng hoàng anh em nhá. Con này làm bằng tre à? Con này làm bằng tre chung vót xong bắt đầu chung buộc à? Làm trong vòng bao lâu đây? Làm cho vòng cả buổi trưa xong con diều này. À, công khai giá luôn, bao nhiêu tiền? 25.000 cho một con diều như thế này. Các bạn muốn mua thì liên hệ với lại Trung nhá anh em nhá. Trung Châu, Bến Phà, Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Ô, nhưng mà nó gãy như thế này rồi, nối rồi. Bớt 5.000 được không? Còn 20.000 nhá. Ờ vâng, ok đấy nhé. Một con diều bằng tre. Vâng, đại tràng co thắt. Rất đẹp, cái đuôi rất đẹp nhá anh em nhá. Anh em ơi, ngồi xuống đây tôi cho anh em xem. À, cái đặc biệt của Trung ở đây ấy là khung trên thì nối, thế nhưng mà đây này dưới liền. Ừ, khung dưới lại liền và khung trên thì là nối. Cái này của Trung hoàn toàn là tự tay làm, không ai làm quả. Đấy, khung trên thì liền, khung dưới thì nối. Và cái đuôi dái này anh em ạ, đại trà thường thường là người ta cõng nó rất là nặng, thế nhưng mà đây không cần, độc diều không nó cũng lên anh em nhá. Chất chơi chưa? 20.000 cho một con siêu phẩm, hàng đẳng cấp, hàng chất lượng nha. Hàng dành cho khách Dubai anh em nhá. Quá thích luôn. Con này tôi cứ bảo trên đầu nó không cõng cái gì, trên đầu nó cho cõng hoa cứt lợn đàng hoàng anh em nhá. Cái loại size to ấy, big size ấy, cái cây size to nhất ấy. Ai da. Quá tuyệt vời luôn, thả chỉ những cái đường nét châm hương tôi nói với anh em, không thủng một cái lỗ nào luôn nhá. Đấy, những cái đường châm hương không thủng một chò lỗ nào luôn. Với lại không phải buộc cong kia kìa. Không phải buộc cong luôn, con này không phải buộc cong luôn. Đây, tất cả những cái vết này ấy thì là đều là Trung nó rạch ra nhá anh em nhá. Trung là một nhà gọi là vật lý học rất là tính toán anh em ạ. Wow. Đấy. Con diều này ấy, khi mà nó lên trên trời gió to quá nó sẽ bị quay, nó quay bên này, thế cho nên là Trung nó rạch cắt bên này để cho gió to nó gọi là con diều khí động lực nha anh em ạ. Đấy, châm hương rất nét luôn. Đấy, làm trong vòng buổi trưa, một buổi trưa của Trung mà Trung kiếm được, nếu mà nó không bị gãy như này là 25.000 anh em ạ. Rất tuyệt vời. Từ cái ngày mà Trung làm diều đến giờ bán được bao nhiêu tiền rồi? Em bán được 100.000 rồi. Thế là chứng tỏ là bán được 4 con diều rồi anh em ạ. 20.000, 25.000 là 4 con diều, phải không? Bốn con diều là được 100.000 rồi. Đấy, Trung năm nay học lớp mấy nhỉ? Năm nay lên lớp 6. Năm nay lên lớp 6 à? Đấy. Chơi diều được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 2 năm. Chơi diều được 2 năm kiếm được hàng trăm nghìn rồi các bạn ạ. Nhiều người người ta chơi diều còn không kiếm được đồng nào cơ, nhưng đây Trung, đấy, một nghệ nhân trẻ tuổi anh em ạ, đã kiếm được hàng trăm nghìn. Đấy, đã kiếm được hàng trăm nghìn về cho bản thân chứ con hình như là ai bảo là thả diều không có tiền. Đấy. Trung ơi, ngay bây giờ anh có thể nhờ Trung cho con diều này lên trên trời được không? Ok nhá, Trung cho nó lên trên trời giúp anh mà. Tôi phải nói với anh em là diều của Trung nó đẹp thứ hai thì không con nào nó đẹp thứ nhất các bạn nhé. Thấy chưa? Thấy chưa? Rất nét luôn. Rồi. Có cần đâm không? Cần đâm không? Anh đâm chưa? Đâm nhá. Đây, cho nó chạy thẳng xuống dưới kia. Rồi anh em ơi. Quá là đẹp luôn, form đại trà chuẩn. Chuẩn form. Này. Nó buộc còn đẹp hơn hải. hai cái đầu cánh nó còn buộc không chạm nhau nhá. Đấy, phải nói là nó rất nghị lực làm diều. Nào, từ từ nhá, chạy nhẹ thôi thì nó lên. Anh em mày mắc loa đeo tai nghe này nhá. 2 3. Uè. 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 Thấy chưa? Lên rồi. Lại tụt đi. Ui giời. Con diều này vươn thì chậm nhưng mà tụt thì nhanh lắm. Quá đẳng cấp luôn. Trung ơi, cho nó lên. Cho nó lên cao vừa vừa thôi, không cao quá. Nó gặp báo nữa nào. Con này nó đần kinh khủng luôn anh em ạ. Anh em ơi, tôi sẽ anh em ra chỗ Trung. Con này nó có 1m2 rồi, ui, nhìn trông khủng nhỉ. Đấy, trông con kéo diều chưa. Ghê.
con diều người ta kéo thế này được. Này. Ông con này lên đi em ạ. Lên, tôi đang thả dây đây. Trời ơi, đứng đây không thấy diều. Đây đây. Diều này nó màu trắng anh em ạ. Mày mày đéo nhào đần quá em ơi. Quê lộc con này nó căng. Chỉ này xin giới thiệu với các bạn, chỉ này chỉ lộc 5. Chỉ lộc 4 à? Ôi, nó tụt. Ê. Chỉ có Trung mới làm được con này lên thôi. Trung giải quyết đi. Ây da. Vâng, em ra đây tôi cho đây. Nấp ở dưới cái bóng cây này. Đây, nấp ở dưới cái lá này. Wow, lèo, anh em thấy chưa? Bao gió luôn. Xời. Con hàng Shimachea này, con hàng Shimachea này chưa biết sợ gió nào nhá anh em nhá. Báo trời, con hàng bao lốc xoáy luôn. Thấy chưa? Không có thể nói là nó muốn chạm vào nhau thế nhưng mà con diều vẫn cứ nghiêm. Giờ thì tụt xuống rồi. Xuống hẳn rồi. Bất lực rồi. Hỏng rồi. Diều đéo gì. Con này già của Trung này nó phải gió cực to các bạn ạ, nó ăn gió to à. Diều người ta lên nó lên nó chạy nó lên này, diều Trung càng chạy nó càng thế này. Thế này. Ôi giời. Đâu rồi? Diều đâu rồi? Ok các bạn ơi, thực ra thì tôi tính đi về rồi chứ nhưng mà đang định đi về thì lại gặp Trung Châu ở đây. Thế là tôi mới quay cho các bạn xem về cái con diều của Trung này mà nó quá là rẻ, nó 20.000 thôi các bạn ạ. Nhưng con này Trung có ship không? Có ship không? Ship bây giờ ví dụ khách ở miền Nam lấy có ship không, có gửi vào cho người ta được không? Ừ, có gửi không? Gửi đâu? Em không gửi luôn. Hả? Miền Nam à? Ừ. Em đóng gói vào xong. Mấy luôn nè. Hả? Nó ở trong miền Nam thì có gửi vào cho nó không? Đóng gói vào xong gửi cho nó nhỉ? Ừ, em gửi bằng cái cách nào? Em ghi giấy. Em ghi giấy không? Em mang bưu điện nào? Ui giời ơi, quá tuyệt vời luôn. Anh em liên hệ với Trung Châu nhá. Có ship, diều liền có ship. Và đây từ đây vào miền Nam luôn. Ghi giấy, địa chỉ các kiểu, các thứ ấy. Nhưng mà cái điều này chỉ có Trung Châu làm được. Tôi không làm được cái điều này. Tôi xin thua. Tôi chỉ ship diều lắp ghép thôi, diều này tôi chịu. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của tôi. Thực ra thì em Trung này nó là một cái nghệ nhân trẻ và tôi đã từng quay rất là nhiều lần rồi, rất là VIP. Đấy, anh em cần mua diều giá rẻ liên hệ này Trung, cứ mấy chục nghìn. Cứ mấy chục nghìn thì liên hệ Trung anh em nhé. Ok. Nếu anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và mình chia sẻ kênh nhá. Bye bye anh em.